Ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Joseph Parker và Derek Chisora bước vào cuộc kiểm tra trọng lượng trước trận tái đấu giữa hai người ở Manchester Arena. Joseph Parker đã tăng khoảng 4,5 kg so với thời điểm anh thắng Chisora hồi tháng 5, khi trọng lượng của anh bây giờ đạt gần 113,9 kg so với 112,7 kg của Chisora. Đai hạng nặng liên lục địa của WBO mà Parker từng đoạt được hồi tháng 5 sau trận thắng Chisora chẳng có chút ý nghĩa gì khi võ sĩ người New Zealand này chỉ hướng đến danh hiệu WBO thế giới mà Oleksandr Usyk đang giữ. Nhưng nếu muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của WBO thì danh hiệu liên lục địa cũng được tính đến, đặc biệt là danh hiệu nhỏ này cũng mang đến hy vọng cho bất kỳ võ sĩ nào có thêm thu nhập. Derek Chisora nhập cuộc mạnh mẽ, quyết đánh bại Parker trong lần tái đấu này, bởi võ sĩ người Anh luôn cho rằng kết quả hồi tháng 5 là không công bằng. Nhà cựu vô địch thế giới của WBO cũng đáp trả tương xứng, thậm chí Joseph Parker còn có cú đánh đẹp mắt bằng tay phải ngay trong hiệp 1. Chisora lại chủ động tấn công, nhưng võ sĩ người Anh lại dính đòn tay phải của Parker. Võ sĩ người New Zealand có thêm nhiều cú đấm nguy hiểm nữa trong hiệp đấu thứ 3. Sự ủng hộ cuồng nhiệt từ số đông cổ động viên nhà chỉ giúp Chisora thể hiện quyết tâm, còn hiệu quả thì thuộc về Parker. Nhận thấy Chisora vội vã tấn công với quyết tâm giành chiến thắng, Joseph Parker được chỉ đạo tấn công vào cơ thể. Chiến thuật này khiến Chisora loạn choạng trên võ đài. Trọng tài Howard Foster đã làm thủ tục đối với Chisora. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh đáp ứng yêu cầu để duy trì cuộc chơi. Chisora chỉ còn vào cuộc theo bản năng, còn Parker thì bình tĩnh với từng cú đấm được tung ra khi cần thiết. Joseph Parker càng tích lũy điểm sau từng pha tung đòn, trong khi Chisora chỉ biết tấn công. Võ sĩ người Anh lại đáp ứng yêu cầu của trọng tài sau đòn đánh chất lượng của đối thủ. Chisora kịp thời dùng lên khi Parker đứng trước cơ hội thắng knockout ở hiệp đấu thứ 9. Võ sĩ nước chủ nhà biết rằng anh không còn cơ hội nhờ đến số điểm của giám khảo. Vì vậy, dù đuối sức nhưng Chisora vẫn tấn công để tìm kiếm đòn quyết định. Joseph Parker cho thấy bản lĩnh và chuyên môn vượt trội của mình trước đối thủ bằng đòn tay phải chất lượng ở hiệp 11, đồng thời duy trì khả năng tung đòn cho đến những giây cuối cùng của hiệp 12. Derek Chisora hoàn toàn bị phúc phục bởi số điểm 115-110, 115-111 và 114-112 nghiêng về cho Parker mà ban giám khảo đưa ra. Chiến thắng thứ 30 trong lần thượng đài thứ 32 càng giúp Joseph Parker hy vọng hướng về danh hiệu thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp.